Và bây giờ là phần thể hiện tài năng của hai thí sinh già nhất của hai đội, cụ thể là người lớn đó. Ừ, trò này là các bạn chơi, mấy đứa nhỏ được quyền nghỉ ngơi xíu. Rồi. Xin mời qua đây, qua đây. Cái trò chơi này mang tên là bút chì vượt hả? Khó. Cái này là viết chì hả? Đúng rồi, viết chì đó. Em tưởng kẹo. Bút chì vượt khó là sao? Các bạn phải di chuyển bút chì, nhưng không được phép cầm tay đơn giản vậy đâu nha. Phải kẹp một cái vô đây, ngay cổ. Còn cái này á, đưa lên đây nè, trên cái môi trên á. Đây nè. Đó. Kiểu như vậy, tại vì là cái môi trên của trai nó hơi bị mỏng, nó nhiều mà, kiểu như vậy. Cho nên là không có kẹp được. Trò này là các bạn ráng chơi nha, ráng kẹp được nha. Vậy nè, đó. Di chuyển. Rồi. Di chuyển mà nhớ đây là không có dùng tay đâu nha, tại vì trai kẹp không được. Cho nên là phải dùng tay. Đó, di chuyển tới đây và phải ráng làm sao cũng không dùng tay luôn. Nghiêng người cho cái bút chì này nè ở trên môi á, nó rớt vô cái bình này, đi về được thoải mái và tiếp tục chuyển bút chì tiếp, thấy không? Và trong khoảng thời gian 2 phút, ai chuyển được nhiều hơn thì sẽ mang về cho đội của mình 30 điểm, cùng với cái quyền ưu tiên là đây, nhân đôi số điểm. Cái quyền này á, là dành cho các bé, rất là quan trọng nha, cho nên là ráng giật về đội của mình. Okay. Và đội thua cuộc các bạn cũng đừng lo, vẫn có 15 điểm an ủi nha. Thêm một thông tin rất quan trọng, trong quá trình các bạn giúp bút chì vượt khó mà lỡ làm lọt giữa đường thì mình lượm lên mình bỏ vô, bậy bạ quay lại làm lại từ đầu. 3, 2, 1 bắt đầu. Ủa sao vô hay vậy? Vậy đi ra ngoài, đi ra ngoài làm lại. Bà giỏi quá kìa. Vô rồi. Con lên con ơi, phải nhiều hơn. Con lên. Bạn ơi, chỉ mình chơi vậy bạn. Con gần hết giờ rồi. Cảm ơn, nhờ bạn đầu hàng chứ đỡ tốn thời gian để đếm bút chì ha. Rồi, nhìn vô là biết, nhìn hiệu quả việc làm giữa hai cá nhân này là biết đội thắng cuộc mang về 30 điểm. Chúc mừng Phương Trinh và quyền ưu tiên đây cầm về chơi. Đó. Đây con, thấy con lại quá. Rồi, xong phần thi cực kỳ xuất sắc của Jolie. Đội các bạn hiện tại bây giờ có điểm số là 50 điểm cùng với quyền ưu tiên. Thanh Vàng, A Bù, các bạn có 35 điểm. Nói chung là vẫn còn khá là nhiều cơ hội để lật ngược thế cờ ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời cả hai đội, chúng ta sẽ cùng tiến tới cái vòng thi cuối cùng, mà tên là vòng thi về đích.